Sách vô tưởng bánh canh cá lóc không. Chụp hình chứ đâu. Bán cho con 5 triệu đi, 5 triệu là bao nhiêu ký đó, rồi cái gì ba kia chia phần ra, bà nói là phần. Bây giờ hiện tại mình mất cái nào? Hùng ngày từng ngày trôi thật nhanh, bạn bè bà con vòng quanh, đưa đã có con, đưa có cháu, đưa đã thành thành vợ thành chồng. Riêng tôi vẫn chơi dơi, đi bao cái tiệc mời, mỗi lúc như thế, ôi lòng thấy sao rối bời. Ôm cô đơn lặng lẽ lạnh lùng, nhưng lắm lúc lòng lại lung lay, muốn dứt xây một mái ấm nhỏ, nhưng thiếu lấy một người chung tay. Đẹp trai thì hay lắm mối, mà lắm mối tối về vẫn nằm không. Tôi cũng tính thử làm chú rể, nhưng chưa chăm rượu em nào cầm bông. Mời hẹn hò đi phố như mấy cô cứ đôi về nha. Nghĩ chưa biết hên hay xui, từ xôi lại tôi cũng ngon mà. Nhỉ vướng vào yêu làm chi, dính thì dễ để buông thì khó. Tôi là tôi còn ham chọn lựa, mà hỏi hỏi hoài là mấy bạn quá đáng. Dẫu biết là mình chỉ quan tâm nhau, là mình chỉ quan tâm nhau, nhưng xin đừng làm lòng ta thêm đau. Nhưng xin đừng làm lòng ta thêm đau. Có biết bao thứ trên đời, tôi luôn thư thái để trả lời. Nhưng nói rồi nói, cuối cùng câu này cũng tới. Khoai đâu rồi Si đâu? Sushi với khoai đâu? Si đâu? Khoai đâu? Con rồi. Mina ơi, coi chim nè con ơi. Rồi. Luna không thích chơi chim. Quả đen, quả trắng đâu rồi? Chim chim. Chim chim. Chim bồ câu. Đó, đừng có đập, đừng có đập. Đập cái thải con. Mày nào, chim nè con. Chim nè hả?
bồ câu ngoại mua nuôi cho mấy đứa chơi đó. Con nó bự lên đem xuống cho mấy, rồi xong cái mình đem nấu cháo bồ câu ăn ha. Nó chết bây giờ. Má không biết đem xuống cho mấy đứa này chơi còn sống lên tới giờ được không. Thấy giật, thấy giật ngã ngang luôn. Ôi lấy cây, lấy cái dĩa trứng lót ở dưới cho nó ẻ. Đi coi chim nè. Chim đâu khoai? Chim đâu? Chim đâu? Chim gì? Trời ơi ngồi lên. Chim đâu khoai? Chim ai nuôi? Chim gì? Chim gì? Chim gì? Ừ. Chim ngoại nuôi cho khoai chơi hả? Gãy cái cổ. Học cái cổ rồi. Cái thằng nó hết quậy cái này tới cái kia hoài à. Ở nhà nghe, hỏi đi Tini nha. Cháu chơi cái gì á? Ghiền quá ha. Cháu chơi cái đó là mình kiếm cái khác mình chơi. Dành việc rồi. Kè Mina đi ra rồi kìa. Chim bồ câu hả khoai? Ở trời 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 trời. Mẹ ơi cặp con không? Mẹ ơi cặp con không? Mẹ ơi cặp con không? Rồi rồi con ngoái kìa. Ngồi ngoái mình. Cao mấy kìa, có một câu ở đây, cao mấy kìa, thôi tôi đem bầu câu. Câu bầu câu. Khoai ghiền chim rồi. Khoai khoái chơi chim vậy. Ẩm hả? Ẩm hả? Ẩm chim bầu câu. Ẩm chim bầu câu. Ẩm chim bầu câu. Ẩm chim bầu câu. Thôi buông ra, buông ra, nếu ngoại đem lên lọc thả theo nó, mẹ nó đi, mẹ nó bay. Mẹ nó nhớ đó. Tưởng nó đi lạc rồi. Mẹ nó con từ đâu rồi, con từ đâu rồi. Đem chim sân thượng. Đem chim về trên sân thượng với mẹ nó. Buông ra, buông ra, buông ra, buông ra. Buông ra, buông ra, buông ra. Đi à, đi mẹ nó rồi, đi mẹ. Đi ra, đi chơi kìa. Trả thử bình yên. Không đi luôn. Bồ câu quá hoài. Giận luôn rồi. Bồ câu. Rồi giờ giờ thôi không có bấm vô. Mọi người coi đàng hoàng. 38, 68, 62.